Ngoài các nghi thức lễ như dâng mẫu theo đón bình minh dưới cổng mặt trời, nghi thức lễ rước nước biển về đền, thì chương trình lễ vật âm nhạc của Sự Chỉ đem đến cho người dân và du khách không gian âm nhạc ca tụng thiên nhiên, đất trời, con người và biển đảo. Không gian của hội quán XQ Nha Trang được trang trí nhiều hoa, tranh thêu, giới thiệu chân dung và những bản nhạc của các nhạc sĩ có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nền âm nhạc địa phương. Hàng đêm sẽ có 50 nghệ sĩ cùng hòa tấu bằng các nhạc cụ dân tộc và đàn guitar. Lễ hội XQ Nha Trang đã mang đến một sắc màu nghệ thuật như thơ như nhạc và một cảm xúc đặc biệt cho du khách khi đến Nha Trang trong dịp festival năm